Chào các bạn nha, mới thì xong nha các bạn. Mình lấy xong không có tê nha, rất mạnh mẽ nha. Và đều hơi phê chút xíu. Xong xuôi là phê rồi. Đau không con? Dạ không. Không phải không? Mới về xong nha. Bún xanh. Rồi ok. Đây. Bạn dắt bạn đi xăm luôn nè. À. Mới xăm nha các bạn. Thầy lấy chỉ coi. Chỉ nha, đó. Chán thiệt luôn ạ. Xăm nó cười ý kìa.
thấy gì đâu. Một luôn. Nhưng trang mình ngoài nhân dân thằng ướt quá mấy bạn ơi, nói mấy bạn nghe gì nữa. Đập tiếp không? Đập tiếp dắt ra, dắt nữa là còn không? Khó trơn rồi. Còn chắc đập nữa. Chia nhỏ ra chứ không cục cục vậy làm sao rồi. Cái mà khăn ướt hết mà nó bị tịnh gì vậy. Thank you.
cái thằng mày cầm cái thằng mà không biết cái gì luôn á, nói bao nhiêu lần cũng lén mày cầm ở có khô vậy nè, đó từ mà nó lần từ cầm cái thằng mà biết ướt nó khô gì. Ừ, dắt hết nước luôn rồi. Chia nhỏ rồi dắt cái con, cái con dắt hết nước rồi mình lựa lao vô nước xong rồi mình lựa cả. Kim 15 đây. Cho nửa nắp trắng này. Cái thẳng nè, cho nó trắng lên rồi. Đây. Rồi sủi ra. Sủi, sủi. Cái mực trắng trắng như trắng. Cái sơ cái mà tắt đi. Sơ những trắng là những nổi. Nó kêu 15 không? Tắt đi. Tắt ra mình coi trong tủ rồi có sẵn kêu 15 không? Chào các bạn nha, mới thì xong nha các bạn. Mình lấy xong không có tê nha, rất mạnh mẽ nha. Và đều hơi phê lại chút xíu. Xong xuôi là phê rồi. Đau không con? Dạ không. Không phải không? Mới về xong nha. Bướm xanh rồi, ok à. Bạn dắt bạn đi xăm luôn nè à. Mới xăm nha các bạn, thầy lấy chỉ coi chảy nha, đó chảy thiệt luôn ạ.